Xin chào tất cả các bạn, mình là Nguyễn Thị Hằng, sinh viên khóa 3 của trường học EDX. Mã số sinh viên của mình là CUV021HK034. Và ngày hôm nay, mình tiếp tục với video này thực hiện, đó là chỉnh sửa văn bản với môn tin học văn phòng là môn Word. Vậy thì như các bạn thấy ở đây là một bài viết luận của bạn Hoàng Bích Phương. Ở đây thì bạn viết chưa được đúng này, từ căn lề chọn khổ giấy rồi là sai lỗi chính tả các thứ và chưa được chuẩn, thì bây giờ mình sẽ chỉnh lại nhá. Thì đầu tiên là mình sẽ đi căn lề và chọn khổ giấy và insert, và mình vào layout, mình chọn emoji này, mình chọn cái đầu tiên này đó. Tiếp theo nữa là mình sẽ chọn đây là sai ở đây mình chọn là sai A4 này, khổ A4 đó. Và tiếp theo ở đây thì mình sẽ đưa toàn bộ cái văn bản này về định dạng, đó chính là Times New Roman. Chữ là Times New Roman đó. Cỡ chữ thì mình sẽ cho thế là cỡ 13 đi, cho nó hợp lý này, nhìn nó cũng rõ nữa. Rồi ok, mấy cái này thì cái bài tức là thì mình phải cho to một chút, cho lên size là size sang đi. Rồi mình sẽ căn luôn cái chữ bài thi viết luận này ra giữa đó, và đó là mình đã căn này vào cái bên khổ này, mình sẽ căn cả bài này là căn giữa luôn. Đó, nhìn bài nó sẽ đẹp hơn. Rồi bây giờ thì như các bạn thấy ở đây, cái nội dung họ tên, năm sinh, chứng minh nhân dân, rồi là địa chỉ, số danh của bạn đấy thì ăn nó chưa thẳng đẹp mắt, thì ở đây mình sẽ dùng bảng để mình làm cho nó đẹp hơn. Đầu tiên mình sẽ tạo bảng đây, mình sẽ chọn ở đây là để cách để các bạn chọn phù hợp nhá, đó chính là ở đây là họ và tên mình sẽ là một ô, rồi hai chấm là một ô, tên của bạn ấy là một ô, tức sẽ là ba ô và ba cột và năm dòng, ba cột năm dòng đó. Tiếp theo đó là mình sẽ có cái nội dung này lên từ ô 1, họ tên. Ok, mình sẽ xóa mấy cái dấu hai chấm đây đi, mình sẽ tự điền vào đây. Sau đó mình sẽ căn chỉnh ô, tự dụng những ô cho phù hợp. Rồi mình sẽ làm ẩn đi mấy cái ô, mấy cái dòng kẻ này để khi in ra nhìn nó đẹp mắt hơn. Mình
sẽ chọn đây, mình chọn no border. Đó, vậy khi chúng ta in ra là sẽ không còn thấy những cái kẻ ô mất thẩm mỹ nữa. Cái bài viết luận này thì mình sẽ căn vào giữa này. Ok. Mình sẽ tiếp theo là chúng ta sẽ đi sửa và chỉnh những cái lỗi sai chính tả. Đây là lỗi dấu này, thiếu cách các thứ. Cắt luôn cái dòng kẻ dưới này đi cho nó đỡ cho mát rồi. Còn những cái dấu kẻ đỏ dưới này là đây là những cái nó xuất lỗi chính tả tự động nên là nhìn nó hơi vướng mắt một chút, nhưng mà nó sẽ giúp cho các bạn tìm lỗi chính tả nhanh hơn, nó đánh dấu cho các bạn nhìn nhanh hơn. Sửa lỗi chính tả này thì nó hơi lâu một chút. Nếu như mà các bạn không sử dụng cái nó tự tìm lỗi sai chính tả cho các bạn thì sẽ rất là lâu. Và trong một cái văn bản thì chúng ta không nên viết tắt. Đây, chúng ta đã in hoa thì phải in hoa hết đúng không? Rồi. Đây này mình cũng sẽ tương tự. Đó là sửa lỗi chính tả. Như mọi người thấy ở đây thì những cái gạch đầu dòng này toàn là bằng thủ công hết. Vậy cho nên là chúng ta sẽ sử dụng cách gạch đầu dòng tự động. Đây, mình chỉ việc bôi đen này, xong mình ấn vào cái chỗ chọn tự động này. Đó, vậy là nó sẽ tự gạch đầu dòng tự động cho chúng ta. Ở dưới này thì chúng ta cũng tiếp tục như vậy thôi, vẫn là xóa lỗi chính tả. Vậy là mình đã hoàn thành cái xuất lỗi chính tả. Nó. Vậy mình đã hoàn chỉnh xong những cái lỗi chính tả và lỗi căn lề, chọn khổ giấy. Những sai lỗi chính tả mình đã hoàn thành hết và mình cũng đưa về đúng cái định dạng của văn bản. Đó. Và
Ở đây có nhiều trang, thì khi in ra định nhật thì chúng ta có thể, nó chính là sử dụng ở đây là chúng ta sẽ sử dụng cái đánh số của mỗi trang. Mình sẽ vào insert, rồi là mình chọn đây là page number. Đó, mình sẽ chọn đây là đánh số dưới. Rồi, đây là tự đánh số cho chúng mình, đánh số thứ tự các trang. Đó. Vậy video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn thầy cô và các bạn đã đón xem. Thì rất mong sẽ nhận được những góp ý của mọi người về cái bản cái bài ngày hôm nay của em. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp mọi người những video tiếp theo nhé.